Ahoj všichni, jak se vám vede? Mila Chang và chào mừng các bạn đến với kênh Cùng Chang học tiếng Séc. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về đại từ nhân xưng trong tiếng Séc. Vậy đại từ nhân xưng là cái gì? Đại từ nhân xưng là một từ để thay thế cho danh từ khi xưng hô với nhau. Người Việt Nam chúng ta khi nói chuyện với nhau sẽ phân biệt cách xưng hô theo độ tuổi và mối quan hệ họ hàng. Nhưng người Séc, họ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ phân biệt cách xưng hô theo mức độ thân mật. Trong tiếng Séc, cái đó được gọi là Vikani Atikani. Vikani là cách xưng hô lịch sự, dành cho khi chúng ta muốn tỏ sự tôn trọng dành cho đối phương. Còn Tikani là cách xưng hô thân mật khi chúng ta đã quen và thân với cả đối phương rồi. Và đôi lúc chúng ta cũng sẽ dùng trong trường hợp khi muốn tỏ thái độ thô lỗ dành cho đối phương. Vậy trong tiếng Séc có những đại từ nhân xưng nào? Đầu tiên, đại từ nhân xưng sẽ được chia ra làm số ít và số nhiều. Số ít sẽ bao gồm ja, dịch tạm ra là tôi, có nghĩa là người trực tiếp đang nói chuyện. Tì, chúng ta dịch tạm ra là bạn, có nghĩa là người trực tiếp đang nói chuyện với chúng ta và chúng ta đã thân quen rồi. On, chúng ta dịch tạm ra là anh ấy, dành cho khi chúng ta nói chuyện với người thứ ba và người đó là nam giới, giống đực. Ona, cô ấy, dành cho khi chúng ta nói chuyện với người thứ ba và người đó là nữ giới, giống cái. Ono, chúng ta sẽ dịch tạm ra là nó, dành cho ngôi thứ ba và là giống chung. Tiếp theo, đại từ nhân xưng số nhiều sẽ bao gồm mì, dịch tạm ra là chúng tôi, chúng ta, trong đó sẽ có bao gồm ya cộng thêm ai đó nữa, tôi cộng thêm ai đó nữa. Vì, chúng ta dịch tạm ra là các bạn, dành cho khi chúng ta nói chuyện với đối phương sẽ từ hai người trở lên. Ti cộng thêm ai đó nữa, bạn cộng thêm ai đó nữa. Và vi cũng sẽ được dùng trong trường hợp khi chúng ta muốn tỏ sự tôn trọng dành cho đối phương mặc dù người đó chỉ có một người thôi. Ogni, chúng ta dịch tạm ra là họ. Khi chúng ta nói chuyện với người thứ ba và là số đông, có nghĩa là từ hai người trở lên. Thường thì chúng ta sẽ bắt gặp tên cộng với tên, hoặc là ai đó cộng thêm với ai đó nữa. Và ngoài ra trong văn viết, chúng ta sẽ bắt gặp hai đại từ nhân xưng nữa, đó là Onni và Onna. Onni sẽ dùng trong trường hợp khi tất cả các danh từ được thay thế đều là giống cái. Và Onna sẽ được dùng trong trường hợp khi tất cả các danh từ được thay thế là giống chung. Và bây giờ chúng ta thử đọc lại hết một lần nữa nha. Ya, ti, on, ona, ono, mi, vi, onni, onni, ona. Bài học của chúng ta hôm nay chỉ ngắn gọn vậy thôi. Các bạn hãy học thuộc lòng các đại từ nhân xưng này để hôm sau chúng ta có thể học cách chia động từ nhé. Nhớ tới Sehesky. Ahoy! We'll be right back.